Thưa quý vị, nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 4 giờ gây án. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông ngụ tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, bị bắt khi đang trên đường tẩu thoát ra thành phố Vinh, Nghệ An. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 17 tháng 4, một người đàn ông lái ô tô đến trước tiệm vàng trên đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh, rồi dừng xe quan sát. Sau đó, đối tượng bịt mặt xuống xe cầm búa tiến vào trong tiệm, đập vỡ tủ kính lấy đi một số vàng, rồi lên chiếc xe đang mở sẵn cửa, tẩu thoát. Công cụ gây án là chiếc búa được vứt lại hiện trường. Thời điểm trên, tiệm vàng có một người trông coi. Khi phát hiện, người này đuổi theo và chi hô, song tên cướp đã tháo chạy. Toàn bộ vụ việc diễn ra chỉ trong khoảng 5-6 giây. Sự việc sau đó đã được chủ tiệm vàng trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng công an Hà Tĩnh đã đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng cướp tài sản. Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái 12 tuổi bị cưỡng hiếp dẫn đến mang thai. Theo thông tin từ gia đình, chiều ngày 17 tháng 4, bé gái đã sinh thành công một bé trai nặng 3 kg, sức khỏe hai mẹ con ổn định. Đại diện Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đơn vị đã lấy mẫu ADN con của bé gái vừa sinh ra để tiến hành xét nghiệm phục vụ công tác điều tra. Cơ quan cảnh sát cũng đã quyết định khởi tố vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi để điều tra vụ việc. Cơ quan chức năng cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm của vụ án. Danh tính đối tượng này chưa được công bố. Trước đó, theo trình báo của gia đình, vào đầu tháng 1 năm nay, thấy cháu có biểu hiện bất thường nên đã đưa đi khám và phát hiện cháu đã có thai 6 tháng. Sau đó, gia đình đã đến công an xã Tam Hiệp để trình báo. Thưa quý vị, Công an Nghệ An phát hiện bắt giữ hàng chục thùng hàng chứa nhiều cá thể, động vật hoang dã quý hiếm như là vẹt, lười, rùa, chuột túi, khỉ, con sống nhưng không có giấy tờ nguồn gốc. Cụ thể vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4, quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tổ chức kiểm soát phương tiện tại đường Dũng Quyết, thành phố Vinh, tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Vinh phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 20L1880 do tài xế Trảo A Lai sinh năm 1992, trú tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng điều khiển. Chiếc xe di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 21 thùng hàng chứa 420 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, còn sống như là vẹt, nhím, lười, chuột túi, cầy, rùa, khỉ, chăn, rắn. Làm việc với cơ quan chức năng, Trảo A Lai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số động vật hoang dã nói trên. Tài xế khai nhận toàn bộ số động vật hoang dã trên được chở cho một người không quen biết từ tỉnh Hà Tĩnh ra tỉnh Hà Nam để nhận 15 triệu đồng tiền công. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 4, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang thực hiện rà soát dự kiến xây dựng 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ La Sơn hoàn thành trước 30 tháng 4 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Về tiến độ mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn lên thành 4 làn xe, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết hiện nay đang khẩn trương thực hiện hoàn thiện các thủ tục để trình cơ quan có thẩm quyền thông qua, phấn đấu đầu tư xây dựng trong năm nay và hoàn thành vào cuối năm 2025. Sau một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, từ ngày 4 tháng 4, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đã lắp đặt 20 biển báo các loại tại 9 vị trí ở điểm đầu cuối tuyến đường cao tốc Cam Lộ La Sơn và tất cả các nút giao vào cao tốc trên toàn tuyến. Hơn 10 ngày triển khai việc phân luồng, hạn chế xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm và ô tô từ 60 trở lên đi vào cao tốc Cam Lộ La Sơn, ghi nhận tình hình giao thông trên tuyến đang dần ổn định. Hiện nay lượng phương tiện trên cao tốc Cam Lộ La Sơn giảm rõ rệt, đường thông thoáng, hầu hết các lái xe đều chấp hành đúng quy định, không vượt ẩu lấn làn. Ngày 17 tháng 4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, Thanh Hóa cho biết, tại nhiều xã trên địa bàn huyện vừa xảy ra mưa đá lớn kèm theo dông lốc khiến nhiều nhà dân bị tốc mái. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát đã yêu cầu các địa phương thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân. Theo đó, một trận mưa đá kèm theo dông lốc bắt đầu xảy ra từ khoảng 16 giờ và kéo dài đến khoảng 18 giờ cùng ngày trên địa bàn các xã Pù Nhi, Quang Triểu và thị trấn Mường Lát thuộc huyện Mường Lát. Thống kê ban đầu đã có 41 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn và tốc mái một phần. Trong đó, xã Quang Triểu có 31 nhà, xã Pù Nhi 8 nhà và thị trấn Mường Lát 2 nhà. Ngoài nhà cửa hư hỏng, nhiều diện tích cây trồng của người dân cũng bị hư hỏng. Tuy nhiên, chưa có số liệu thống kê. Rất may là trận mưa đá dông lốc đã không gây thiệt hại về người. Sau khi xảy ra mưa đá, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng đến hỗ trợ các hộ dân khắc phục nhà bị hư hỏng để người dân ổn định chỗ ở.
Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng chức năng đã truy bắt thành công nghi phạm dùng búa gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Kim Sơn Hiền ở số 50 đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào tối 17 tháng 4 sau hơn 4 giờ gây án. Nghi phạm gây án được xác định là đối tượng Nguyễn Minh Toàn, sinh năm 1994, trú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, bị bắt giữ khi đang trên đường điều khiển xe ô tô tẩu thoát từ Can Lộc ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cách địa điểm xảy ra vụ cướp hàng chục km. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17 tháng 4, một đối tượng bịt mặt đã xông vào tiệm vàng Kim Sơn Hiền ở số 50 đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, sử dụng búa để đập vỡ tủ kính, lấy đi nhiều trang sức có giá trị. Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng đã chạy ra chi hô, nhưng đối tượng đã lên ô tô, tẩu thoát. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy bắt nghi phạm trong đêm. Và hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, từ sáng sớm nay 18 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, hàng vạn người dân và du khách từ mọi miền Tổ quốc đã đổ về khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dâng hương vãn cảnh ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Tỉnh Phú Thọ ước tính đón khoảng 500.000 lượt khách thập phương hành hương trong dịp này. Theo đại diện khu di tích lịch sử Đền Hùng, trong ngày chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách. Chính lễ Đền Hùng năm nay vào giữa tuần nên dự kiến lượng du khách sẽ không đông như năm 2023. Trước đó, vào ngày cuối tuần 14 tháng 4, Đền Hùng đã ghi nhận 700.000 đến 800.000 lượt khách là ngày đông nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng vỡ trận như nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Quản lý Bến xe Hà Nội vừa có kế hoạch phục vụ đi lại dịp giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch và nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Dịp này, các bến xe gồm Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm được tăng cường 715 xe khách. Theo đó, dịp giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, do người lao động được nghỉ một ngày, nên các kế hoạch phục vụ tại bến xe được duy trì như thời điểm cuối tuần. Với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, do được nghỉ liên tiếp 5 ngày, nên dự kiến lượng khách và lượng xe tập trung tăng vào các thời gian cao điểm đầu kỳ lễ. Thời gian sẽ vào chiều 26 tháng 4 và ngày 27 tháng 4. Sau đó, lượng khách sẽ giảm dần trong các ngày tiếp theo, tương đương các ngày thường. Từ thực tế này, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội có kế hoạch tăng cường 715 xe cho 3 bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm. Hà Nội hiện đã đồng loạt thí điểm trông giữ xe không thu tiền mặt ở nhiều quận nội thành nhằm giúp minh bạch trong công tác quản lý. Bên cạnh những thuận lợi, việc trông xe không thu tiền mặt khiến một số người gặp khó khăn. Trước thực trạng này, Sở Giao thông Vận tải cùng các đơn vị liên quan đang tập trung hỗ trợ người dân để việc gửi xe không dùng tiền mặt được dễ dàng hơn. Hôm nay, khách hàng vẫn gặp trục trặc khi thanh toán gửi xe máy tại điểm Phủ Doãn trước cửa Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, bãi đỗ xe này đã yêu cầu nhân viên hỗ trợ tránh tình trạng người dân không thể gửi được xe, dù không thể thanh toán qua online. Khi vào thanh toán thì nó bắt nhập tên họ tên người nhận này, số điện thoại này, địa chỉ này thì nó mới cho xác nhận được. Nếu mà không nhập cái đấy thì nó không cho xác nhận để thanh toán được. Chúng tôi sẽ hỗ trợ là thu tiền đúng giá của khách, thì xong rồi là qua ứng dụng là mình sẽ lạp giả lại. Bãi đỗ xe của Công ty Cổ phần 901 là một trong 16 điểm thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân gặp khó trong việc thanh toán tại bãi đỗ xe máy do không có thẻ thu phí tự động và việc đọc biển số và ghi nhận giờ ra vào chủ yếu được thực hiện bằng thiết bị cầm tay. Chúng tôi cũng có một cái hình thức là giả hộ cho khách, tại vì cái mô hình này nó mới quá, người dân người ta cũng chưa nắm rõ được để thực hiện. Trong cái giai đoạn đầu thì VTC sẽ có người hỗ trợ để thu tiền mặt, để dành những người dân mà người ta không có tài khoản giao thông thì chúng ta phải hỗ trợ người dân để kịp thời. Thông qua cái việc hỗ trợ đấy, chúng ta sẽ tuyên truyền và hướng dẫn người dân luôn để có thể thao tác được trên điện thoại thông minh, có thể là sử dụng các tài khoản ngân hàng để thanh toán một cách thuận tiện nhất. Trước những bất cập trong quá trình triển khai, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan hạn chế cấp mới giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe cho các tổ chức, cá nhân chưa áp dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt. Các đơn vị cũng như là cơ quan cung cấp phần mềm tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các cái giải pháp để khắc phục những cái tồn tại, giảm bớt thời gian thực hiện. Thứ hai nữa là
đối với những người dân mà chưa không sử dụng smartphone hoặc là không có tài khoản thì vẫn linh hoạt để một là sẽ hướng dẫn để thanh toán giúp cho người dân, hai là vẫn có thể linh hoạt để sử dụng tiền mặt trong quá trình triển khai thí điểm. Sau giai đoạn thí điểm thì Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ phối hợp với cả các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo đánh giá, và trên cơ sở đó thì cũng đề xuất triển khai là chỉ cấp phép gia hạn và cấp phép mới đối với những đơn vị trông giữ xe tạm thời dưới lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, đối với những đơn vị mà có triển khai ứng dụng công nghệ tìm kiếm và thanh toán trông giữ xe không dùng tiền mặt. Đến thời điểm này, Hà Nội đã thí điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm. Sau 3 tháng thí điểm, sẽ tổng kết và nhân rộng nhằm từng bước tạo thói quen không sử dụng tiền mặt khi thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe của người dân. Mô hình này được kỳ vọng sẽ minh bạch trong thu giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thủ đô. Trước thực trạng thị trường bất động sản trong những năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn do siết chặt tín dụng, có hành vi thao túng lũng loạn của các đối tượng đầu cơ và nhiều bất cập tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Cùng với đó là những hạn chế của quy định pháp luật về đất đai chưa được sửa đổi. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với một số tỉnh thành, trong đó có Khánh Hòa, nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắc để có hướng tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, Khánh Hòa vừa là địa phương có hiện tượng sốt đất ảo, vừa là điểm nóng về xử lý những bất cập sai phạm trong công tác quản lý đất đai. Đây là câu chuyện chung của cả nước, với nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến quá trình giao đất cho thuê đất, chuyển sử dụng mục đích đất đối với các dự án đô thị, thủ tục xác định giá đất, quy hoạch. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, qua rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, có tới 63 dự án đang bị vướng thủ tục định giá đất. Nguyên nhân một phần là do nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, nhưng chủ yếu vẫn là thời điểm xác định giá đất, dự án kéo dài qua nhiều năm. Còn rất là nhiều dự án từ rất lâu cũng đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tuy nhiên thì vẫn chưa hoàn thành xong cái việc nghĩa vụ tài chính, là do là mình còn chưa xác định được cái giá đất. Về vướng mắc thứ nhất đó là về nghiệm thu công trình, rồi thứ hai nữa là cũng về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư. Nghĩa vụ chính thì như nãy tôi đã nói là nghĩa vụ chính là do có điều chỉnh quy hoạch, và thêm một cái khó khăn nữa đó là thuê đơn vị tư vấn. Hầu như là trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay là cái việc mà thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất rất là khó khăn. Bây giờ là đi thu thập dữ liệu rồi là lên phương pháp định giá, nhưng mà gọi là cái thông tin đầu vào để định giá là thông tin cách đây 5 năm, 7 năm, 10 năm. Thế thì hội đồng giá thì thành viên hội đồng cũng băn khoăn cái việc này. Mình đây định giá nghĩa vụ tài chính với nhà đầu tư, phương pháp định giá là chỉ có tính về phía trước thôi, có nghĩa là định tại thời điểm hiện nay hoặc là thu thập dữ liệu thời điểm hiện nay để ra được cái quyết định giá cho thời điểm tiếp theo để mình thu hồi, để mình thu nghĩa vụ tài chính, chứ không có cái hướng dẫn là định lại định giá cho cách thời điểm cách đây 10 năm. Hiện nay quy hoạch sử dụng đất của nhiều địa phương vẫn chưa được điều chỉnh. Song theo quy hoạch chung của tỉnh Khánh Hòa, nhiều dự án phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nhưng lại không phù hợp với quy hoạch xây dựng. Một số phát sinh nhưng không phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt. Trong công tác thanh kiểm tra xử lý những dự án tồn đọng có sai phạm, tỉnh Khánh Hòa cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Sở Tài nguyên Môi trường sẽ hoàn chỉnh lại thì cũng để xin ý kiến ngoài bộ. Tỉnh Khánh Hòa cũng khó trong cái việc xử lý, kể cả áp lực của cái bên mà phải sau thanh tra kiểm tra là đối với những cái trường hợp mà đất công hồi xưa, rồi kể cả là không đấu giá đất, còn cái việc mà chứng nhận đầu tư, vì chứng nhận đầu tư không xem xét đến cái nội dung đấu giá đấu thầu. Kiểm tra rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh, rồi thì Ủy ban tỉnh có cái báo cáo do Bộ Tài nguyên Môi trường, do Thủ tướng Chính phủ để chúng tôi tổng hợp thành những cái nhóm, những cái khó khăn vướng mắc chung, để trên cái cơ sở đó để tháo gỡ cái khó khăn vướng mắc, những cái vấn đề về pháp luật đất đai mà nó liên quan đến cái thị trường bất động sản, để mà làm sao theo đúng cái công điện của Thủ tướng Chính phủ là thúc đẩy cái thị trường bất động sản phát triển là lành mạnh, bền vững và an toàn.
Trên cơ sở phản ánh nhiều khó khăn vướng mắc, tỉnh Khánh Hòa mong muốn chính phủ và các bộ ngành hướng dẫn tạo điều kiện để thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa theo nghị quyết 55 của Quốc hội, trong đó có thu hút đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Về phía mình, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát thủ tục pháp lý, khắc phục những bất cập tồn tại đối với các dự án thuộc diện thanh kiểm tra, xử lý, đồng thời siết chặt quản lý công tác đất đai xây dựng nhằm mang lại môi trường đầu tư và kinh doanh bất động sản phát triển ổn định. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt ông Giang Tuấn Anh 575 triệu đồng vì dùng 23 tài khoản thao túng cổ phiếu DST của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long. Ủy ban khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi sử dụng dịch vụ và chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh. Kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long và kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, ông Giang Tuấn Anh đã sử dụng một tài khoản chứng khoán của mình và 22 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư khác để giao dịch cổ phiếu DST với mục đích tạo thanh khoản và cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu DST. Đóng cửa phiên giao dịch 17 tháng 4, cổ phiếu DST giảm về mức 3.500 đồng một đơn vị, giảm hơn 12,5% trong vòng một năm qua và đã lao dốc 86% kể từ khi niêm yết. Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tiền thân là Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định, thành lập năm 2004 và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX từ năm 2007. Tháng 1 năm 2018, công ty tái cấu trúc và đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, hoạt động theo mô hình tập đoàn với các công ty thành viên liên kết.